Trung. Sao lại ngủ gật thế này? Thế bà Hà đâu? Bà Hà bảo là con trong quán hộ một lúc. Ôi giời ơi, trông hộ bà mà mày ngủ gật thế này thì trộm nó vào nó lấy hết rồi đi thì sao? À này, có thấy thằng Toàn đâu không? Dạ. Có thấy thằng Toàn đâu không? Bác nhờ nó cái việc là đèo bác đi. Thế mà cái giờ này chúng chả thấy mặt nó đâu rồi. Sắp về rồi bác ạ. Nhưng mà bác đừng gọi tầm này, nó đang dẫn đoàn, không nghe đâu. Nó dẫn đoàn gì? Khách du lịch à? Mày nói thế nào chứ? Bác biết là nó đã vào công ty du lịch nào đâu? Không phải công ty nào cả. Nó mới tham gia cái câu lạc bộ xe. Mà cháu nói với bác nhá, nó đi đến đâu người ta tự động dẹp ra cho nó đi đến đấy. Thế đâu mày? Đấy, đây này, đấy. Nghe cái tiếng xe biết à? Cháu ăn mặc gì mà lạ đời thế? Đã thế là đi xe này còn cứ rú còi âm mỹ là lên, xong rồi ga thì cứ vặn âm. Thế đi đường này mà nhớ dân người ta giật mình người ta ngã thì sao? Kiểu nó phải thế bác. Bác đợi cháu tí nhá, cháu chỉnh lại con xe này. Nó phải bốc thì đi nó mới phê bác ạ. Bác đợi cháu tí. Dạ. Thôi, lấy con xe quay của cháu để bác. Cái gì xe này kinh. Con xe quay của cháu á? Con xe quay của cháu cũng vừa độ bô. Chiều nay cháu cũng tham gia vào câu lạc bộ xe. Bác yên tâm, ngồi con xe này á an toàn mà sướng thôi rồi luôn. Đây, bác không tin thì cháu thị Phạm. To. Thị Phạm lượn cho bác xem bài vào. Đây. Bác này không? Tí nữa bác cũng sẽ thế này. Mấy bác cảm thấy thích là chúng mình bốc đầu. Bác này nào nữa nào? Đấy, chất lượng ạ. Đánh võng ngoằn nghèo, bác thấy chóng hết cả mặt. Bác lên xe đi. Yên tâm, mình đã trong đội này là mình đi đến đâu được người ta khắc dẹp đến đấy. Bác lên xe đi. Bác ơi, bác lên xe là cũng coi như là một thành viên của câu lạc bộ rồi. Đúng rồi. Bác quấn cái này lên tay cho cháu. Dạ. Để phải có đồng phục. Bác cảm ơn. Thôi, bác không đi xe nữa. Thôi cảm ơn. Bác. Thôi. Bác ơi. Bác ơi. Đi. Không ra thể thống gì cả. Quá quắt. Vớ vẩn. Ông bảo ai không ra thể thống gì? Ai quá quắt? Ai vớ vẩn? Tôi làm cái gì mà ông bảo tôi quá quắt vớ vẩn? Tôi có nói gì bà đâu. Ngay từ nãy giờ ông cứ xả vào mặt tôi đi còn gì. Chả này thế này, tôi nói là nói bọn thằng Trung thằng Toàn đi. Làm sao? Ôi trời ơi, chúng nó bây giờ tham gia vào cái câu lạc bộ xe máy xe cộ gì đấy. Ăn mặc thì như côn đồ ấy. Đeo dây rồi đeo băng đỏ băng xanh cái kín đầu chứ người. Đã thế đi đường là cứ rú ga bó còi ấy nhòi cả lên. Đây. Có đúng thế này không? Có đúng đây không? Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, đây. Ôi giời ơi, ông ơi, tự nhiên đi tham gia vào câu lạc bộ gì ý đây này hả? Đua xe với nhau, đi với nhau xong rồi đã đâm vào người ta. Đâm vào người ta rồi còn hăm dọa đánh người ta cơ đâu ạ? Ôi giời ơi, thật chết, không ra cái gì cả. Đúng là không có hề có cái thái độ hành vi ứng xử văn minh, thân thiện khi tham gia giao thông. Đấy. Đi làm kiểu gì đấy? Cháu ơi, con cháu ngủ. Suga chứ mày lao vào đây sao? Thôi, lên đi, con này thích lắm. Ui, sướng. Ui giời, lên bác. Thế thì tao nhường cho mày. Này, theo tôi, ông đợi thằng Bách nó về rồi nó đưa ông đi. Chứ nhìn chúng nó cái kìa, gấp tay về ga cái tít tù lên. Xong lên mặt cứ nhân cái kia kìa đó mà không đưa vào gốc cây nó phí đi đâu ạ. Bác ơi, nhanh lên bác ơi. Lên đừng nghe lời u. Nhanh lên. Thôi. Tao chả giải. Thôi. Không đi. Không bác, đi được. Bác không đi thì thôi. Bây giờ anh em mình mà đón em Hương ngồi lên xe này cân ba thì úi chân dài khoãn thượt này thôi rồi. Tao cấm hai thằng dụ cái Hương đi nhá. Đi.
Thôi chào chào bác, ăn nhau ạ. Chúc hai bác hạnh phúc. Đi từ từ thôi nhá. Đây rồi, đây rồi, trời ơi. Ôi trời ơi, bảo người thế là đứng kiểu gì đấy à? Đúng không? Sáng bà không bật công tác vào mắt à? Hôm sao này, đây? Này, này, này. Ôi, bà có sao không? Bà có sao không? Đúng lên, đứng lên. Này, chúng mày làm trò gì đấy? Không đỡ người ta chạy được to tiếng mắng mỏ cái gì. Nhưng mà bác ơi, tại cô này ở đâu tự nhiên lao ra ấy chứ? Đấy. May mà tay lái cháu lụa đấy, không có thì hỏng xe rồi. À, cháu hỏi cô nhá. Cái xe đắt thế này cô đền được không? Đền được không? Cô có đền được không? Xe thì đắt đấy. Có tiền mua được xe, được. Nhưng mà gào rú bóp còi ấy nhỏ lên, phi phóng nhanh vào đầu đâm vào người ta. Này, có tiền ý, cũng không mua được nhân cách đâu, nhá. Này, hai đứa nhá, là đã vi phạm vào cái điều 10 mục 2 của bộ quy tắc ứng xử đấy. Phải có thái độ, hành vi, ứng xử, văn minh, thân thiện khi tham gia giao thông chứ. Chúng cháu xin quán triệt là từ nay không đua đòi thuê xe để xin liện nữa. Chúng cháu xin lỗi cô. Chúng cháu xin lỗi cô ạ. Đấy. Cháu nói đến tối, cho bà cũng là bỏ qua.